Rượu được ủ trong thùng gỗ sồi và rượu ủ trong các loại thùng sử dụng vụn gỗ sồi có khác nhau hay không? Sau đây Rượu Ngon sẽ giải đáp cho các bạn. Những thùng gỗ sồi sẽ có giá lên đến khoảng 1.000 đô mỗi thùng, vì thế một số nhà sản xuất rượu đã áp dụng các lựa chọn thay thế thùng gỗ sồi như là từ những miếng gỗ sồi to đến những túi chứa đựng vụn gỗ sồi với nhiều kích cỡ khác nhau sẽ được thêm vào các bể chứa rượu. Vụn gỗ sồi có thể tạo nên một số mùi vị tương tự như khi sử dụng thùng gỗ sồi, như là gia vị, gỗ tuyết tùng, bánh mì nướng, vani và thậm chí là mùi khói. Tuy nhiên, rượu vang được ủ với vụn gỗ sồi chỉ thích hợp để sử dụng trong một thời gian ngắn và thường không có khả năng lưu trữ lâu. Nhưng điều đó không hẳn là một bất lợi, bởi khi lựa chọn các thanh gỗ sồi hay vụn gỗ sồi để thay thế cho thùng sồi thì vẫn có thể cho ra nhiều loại rượu vang với mùi vị như được ủ trong thùng sồi nhưng lại có giá cả phải chăng hơn. Tuy nhiên, những mùi vị này sẽ rời rạc, ít liên kết và dường như tạo cảm giác xerít và có vị ngọt. Nhưng đối với rượu vang được ủ trong thùng gỗ sồi, chúng sẽ được tiếp xúc với oxy thông qua những lỗ nhỏ li ti trong thùng và làm cho cấu trúc rượu trở nên đậm đặc và tannin mềm mại hơn. Hương vị và hương thơm cũng như cấu trúc của rượu sẽ chặt chẽ hơn. Và hãy cùng follow Rượu Ngon để chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về các kiến thức về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.